Đây hợp tác xã Hưng Điền, chúng tôi đang thu hoạch trứng mỗi ngày để cung cấp cho thị trường trong nước toàn quốc, từ Bắc chí Nam, Bắc Cạn, Lào Cai, Sapa, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, gần như khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm về ruồi lính đen như sản phẩm 14 ngày để cho gia súc gia cầm ăn trực tiếp, tức là các trại gà thả vườn, gà nuôi sạch, gà sạch, các trang trại nuôi heo và làm thức ăn cho thủy sản và thủy phân để cho ra những thức ăn cao cấp cho cá trình. Chúng tôi cung cấp trứng giống để các trại chăn nuôi xử lý phân. Đây các bạn thấy là cái loại trứng này chúng tôi thu hàng ngày, không để qua 2 ngày vì lượng trứng sẽ giảm chất lượng và có thể là nở sớm, rồi trứng trước ăn ấu trùng nở trước sẽ ăn những trứng chưa nở, chất lượng sẽ giảm đến tay người dùng, cho nên chúng tôi phải lấy mỗi ngày. Các bạn thấy mình phải có quy trình công nghệ để tạo mùi để cho ruồi lính đen đẻ vào các khe nẹp có độ hở hợp lý. Đây, các bạn thấy là trứng rất là tươi mới, chúng tôi vừa cạo ra. Đây, các bạn thấy rõ không ạ? Các bạn hãy share livestream này để cho nhiều bạn cùng xem, cùng nhận được giá trị từ ruồi lính đen. Và cho các bạn có nhu cầu về sản phẩm của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi như là trứng để ủ ruồi lính đen. Chúng tôi có những chính sách khuyến mãi, những giá ưu đãi cho những người mua nhiều lần, mua đi mua lại và mua lâu dài, là giá chỉ bằng 20% giá ban đầu. Các bạn thấy 20% là rất nhiều và khi đó các bạn có lợi rất nhiều. Rồi, các bạn hãy share livestream này và tag tên người bạn nào các bạn thấy có nhu cầu, mời các bạn. Các bạn nào có nhu cầu về làm đối tác hoặc là hợp tác với chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0968 869 708. Số điện thoại 0968 869 708. Gặp Mr. Tuấn để trao đổi trực tiếp hoặc inbox vào trang Facebook ruoilinhden.com.vn để được chăm sóc. Chúng tôi sẽ hồi đáp và chúng ta sẽ là đối tác với nhau để phát triển công nghệ nuôi ruồi lính đen này. Kể cả các bạn sinh viên, các bạn đã học ngành nông nghiệp, nông trang, nông trại, muốn có đam mê và có sở thích nuôi trồng, hãy liên hệ với chúng tôi để cùng nhau chúng ta cùng làm trong trang trại để đưa trang trại ngày càng lớn mạnh lên. Các bạn hãy share livestream này và đặt chế độ xem trước để nhận được những giá trị chúng tôi chia sẻ. Đấy, các bạn thấy là trứng vàng tươi mới thì như vậy chất lượng mới cao. Một ô chuồng chúng tôi có thể thu được nửa ký trứng và những cơ sở vệ tinh của chúng tôi có thể thu được ngày một đến vài ký trứng. Các bạn hãy share livestream này và tag cho những người bạn có nhu cầu vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.